chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình hôm nay, thứ Ba, ngày 28 tháng 5 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh giám sát về luật bảo vệ môi trường tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Hưng Yên đứng trong top 10 thu hút vốn FDI cả nước. Sẵn sàng cho hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh Hưng Yên năm 2024. Sáng nay, Sở Công Thương tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trao quyết định số 999 ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Vũ Quang Thắng, Phó trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên, giữ chức Giám đốc Sở Công Thương, thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị, trên cương vị công tác mới, đồng chí Giám đốc Sở Công Thương tiếp tục phát huy kinh nghiệm, năng lực của bản thân, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo cán bộ công chức người lao động của Sở, đoàn kết thống nhất, đưa tập thể Sở Công Thương ngày càng phát triển vững mạnh. Đồng thời, chủ động rà soát các chức năng nhiệm vụ của ngành để đôn đốc thực hiện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo. Tham mưu giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Hôm nay, hai tổ giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2021-2024 tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, Sở Y tế và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. Thời gian qua, việc chấp hành pháp luật về công tác môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, một số doanh nghiệp chưa thực sự coi trọng công tác bảo vệ môi trường, việc đầu tư xây dựng vận hành các công trình bảo vệ môi trường chưa đạt hiệu quả, còn tồn tại tình trạng đổ đốt rác, xả thải gây ô nhiễm môi trường. Hiện còn 18% rác thải sinh hoạt chưa được thu gom, việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình chưa đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, công tác đấu tranh xử lý chưa cao, cơ bản xử phạt hành chính nên chưa đủ để răn đe. Từ năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2024, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện 13 cuộc thanh tra kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại 78 đơn vị và xử phạt 55 đơn vị có hành vi vi phạm về môi trường với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Đồng chí Lê Xuân Tiến cùng các thành viên trong đoàn đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá thực trạng và giải pháp xử lý, khắc phục trong công tác thu gom rác thải, nước thải tại các cụm công nghiệp làng nghề và cụm công nghiệp rời lẻ, nước thải, rác thải y tế, tăng cường thanh kiểm tra, nhất là công tác giám sát, biện pháp khắc phục sau xử phạt. Việc sử dụng kinh phí cho công tác môi trường, Công an tỉnh cần có kế hoạch cụ thể từng giai đoạn, từng thời điểm nhằm nắm tình hình, kịp thời ngăn ngừa vi phạm, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm, kể cả đình chỉ kinh doanh, sản xuất. Tích cực tham mưu, đề xuất các biện pháp quản lý và xử lý môi trường làm cơ sở cho công tác chỉ đạo điều hành của tỉnh. Giám sát chuyên đề tình hình thực hiện quy định về pháp luật về bảo vệ môi trường tại Sở Y tế. Sau khi nghe báo cáo của Sở, các thành viên tổ giám sát đã đề nghị Sở Y tế làm rõ một số kết quả cụ thể về việc thực hiện nghị quyết số 08 về chương trình bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2023 theo từng nhiệm vụ. Việc thực hiện thu gom và xử lý nước thải, các cơ sở y tế tư nhân, công tác đảm bảo môi trường cảnh quan tại các cơ sở y tế. Giám sát tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, đồng chí Trần Thị Tuyết Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng các thành viên tổ giám sát đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh làm rõ về kết quả sự chuyển biến trong công tác môi trường giai đoạn hiện nay trong từng chỉ tiêu cụ thể của nghị quyết 08, công tác thanh tra hậu kiểm về môi trường tại các doanh nghiệp. Vấn đề một số doanh nghiệp vẫn chưa đấu nối vào hệ thống xử lý chung của khu cụm công nghiệp, việc nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về vấn đề môi trường của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh. là trưởng ban thanh tra nhân dân, ông Vũ Huy Tình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi đã phát huy vai trò của mình tham gia giám sát có hiệu quả nhiều lĩnh vực tại địa phương. Thông qua đó góp phần phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ cũng như sự chủ động tích cực của nhân dân trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. Với vai trò là trưởng ban thanh tra nhân dân, hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, ông Vũ Huy Tình đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Ân Thi và xây dựng kế hoạch giám sát cụ thể ngay từ đầu năm, tiêu biểu trên các lĩnh vực như thu chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp, việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bình chọn các đối tượng nghèo, đề nghị hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết, thi công các công trình có vốn đầu tư của nhà nước và của nhân dân đóng góp, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng triển khai trên địa bàn. Trong những năm qua, đồng chí Vũ Huy Tình chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn, cũng như giám sát tất cả các hoạt động của các cơ quan nhà nước đóng trên địa bàn. Đồng chí Tình cùng Ban Thanh tra Nhân dân cũng đã góp phần quan trọng vào cái việc phát triển của thị trấn, phấn đấu trở thành đô thị văn minh. Trong thời gian qua, với nhiệm vụ được giao, ông Tình đã cùng Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát Đầu tư Cộng đồng tham mưu thực hiện 21 cuộc giám sát về cải tạo nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ thị trấn Ân Thi, xây dựng nhà văn hóa thôn Bình Trì, đường giao thông thôn Hoàng Cả, các công trình giao thông thủy lợi giám sát, việc lắp đặt điện chiếu sáng, công tác vệ sinh môi trường. Nội dung giám sát nhằm phát hiện những việc làm sai trái, xâm hại đến lợi ích cộng đồng, những biểu hiện tiêu cực của các công trình, các dự án ảnh hưởng đến môi trường, đồng thời hạn chế gây lãng phí, làm thất thoát vốn, ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Chúng tôi đã họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, vận động quần chúng nhân dân tham gia giám sát. Trong quá trình giám sát thì chúng tôi cũng đã kiến nghị với cả chủ đầu tư để điều chỉnh cho phù hợp và cũng đảm bảo chất lượng tốt nhất. Và đến bây giờ thì các cái công trình cũng đã triển khai và được nhân dân đồng tình ủng hộ. Với những đóng góp tích cực của ông Tình và Ban Thanh tra Nhân dân, các công trình được giám sát chặt chẽ, đảm bảo về chất lượng nên được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, ông Tình đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen năm 2020 cùng nhiều giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ân Thi. Những năm qua, Đảng bộ xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên luôn xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo Bác dần đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Là một cựu chiến sĩ công binh, từng cùng đồng đội vào sinh ra tử, tham gia chiến đấu giúp nước bạn Lào. Đến nay dù tuổi đã cao, ông Tuyến ở thôn Điện Biên, xã Hồng Nam vẫn tâm niệm làm việc gì cũng phải noi gương cụ Hồ, đặt quyền lợi của nhân dân, của tập thể lên hàng đầu. Năm 2021, khi mở rộng đường DH72 là đảng viên, ông đã gương mẫu hiến hơn 80 m2 đất mặt đường cùng hàng chục triệu đồng để xây dựng lại tường và cổng nhà. Tôi làm đều phải học tập tấm gương của Bác Hồ. Khi mà địa phương phát động phong trào làm đường sạch đẹp và mở rộng, thì gia đình chúng tôi đã cống hiến tích khoảng hơn 80 m2. Chi bộ thôn Điện Biên có hơn 40 đảng viên sinh hoạt, cùng với việc lồng ghép triển khai đầy đủ các nội dung học tập nghị quyết chuyên đề, học và làm theo Bác. Hàng tháng, những đảng viên thực hiện tốt đều được ghi danh. Đây là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để chi bộ Đảng đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Toàn bộ các đảng viên thực hiện và học tập làm theo phong cách Hồ Chí Minh để chúng ta thực hiện các tổ đảng, báo cáo trước chi bộ xem xét ghi vào sổ vàng. Từ cái đó thúc đẩy được cái tinh thần của đảng viên lên cao hơn nữa. Chúng tôi tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và sau đó thì các chi bộ thì tổ chức các hội nghị phổ biến quán triệt tới các chi bộ, các hội đoàn thể Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cũng tổ chức các hội nghị quán triệt đến tận các chi hội của thôn và tuyên truyền vận động ở các hội nghị họp dân, họp thôn ở các cái thôn của trên địa bàn của xã Hồng Nam. Chính vì như thế thì cái nội dung mà học tập làm theo tấm gương của Bác mới truyền tải đến toàn thể cán bộ đảng viên, hội viên và đoàn viên và nhân dân để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác được các đơn vị tổ chức hội đoàn thể trên địa bàn xã cụ thể hóa bằng các việc làm thiết thực như thực hiện phong trào dạy tốt, học tốt trong các nhà trường, phong trào sản xuất giỏi của Hội Nông dân xã, phong trào phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn của Hội Phụ nữ xã. Năm 2022, Hồng Nam trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Là hội viên phụ nữ thì chúng tôi cũng đã cụ thể hóa việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc là phân loại và xử lý rác thải, giữ gìn nhà sạch, ngõ sạch. Chỉ tính riêng năm 2023, Đảng bộ xã Hồng Nam có trên 280 lượt đảng viên được bình xét ghi danh, Đảng bộ xã vinh dự được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền giai đoạn 2019-2023. Một trong 9 tập thể được Ban Thường vụ Thành ủy khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh dịp 19 tháng 5 năm 2024 vừa qua. Liên tục các tháng từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh Hưng Yên luôn đứng trong top 10 cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hưng Yên thu hút được 25 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 440 triệu đô la Mỹ, xếp thứ 10 cả nước. Trong đó lớn nhất là dự án công ty cổ phần Hưng Yên Alpha Logistics Park chuyên về kinh doanh bất động sản ở thị xã Mỹ Hào có số vốn 114 triệu đô la Mỹ của nhà đầu tư Singapore. Qua 5 tháng đầu năm, Singapore cũng là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Hưng Yên với một số dự án khác có quy mô vốn hàng chục triệu đô la Mỹ mỗi dự án. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên thu hút số vốn FDI kỷ lục 1,05 tỷ đô la Mỹ. Hiện tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh Hưng Yên là 573 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 7,44 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Nhật Bản là nhà đầu tư lớn nhất với trên 170 dự án và số vốn trên 4 tỷ đô la Mỹ. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,52 tỷ đô la Mỹ. Tiếp theo, lần lượt là Hà Nội, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thái Nguyên và Hưng Yên. Riêng 10 địa phương này chiếm trên 75% số vốn đầu tư FDI của cả nước trong tháng 5 năm 2024. Thời điểm này, thương lái ở khắp nơi đã tập trung về xã Minh Tiến, huyện Phù Cừ để thu mua vải lai chín sớm. Năm nay, xã Minh Tiến ước thu khoảng 4.200 tấn quả. So với vụ vải năm ngoái tăng khoảng 200 tấn, giá bán dao động từ 12.000 đến 25.000 đồng 1 kg. Hiện nay, Minh Tiến là xã có diện tích trồng vải lớn nhất huyện Phù Cừ với 350 ha, ước thu năm nay khoảng 4.200 tấn quả. Hiện các hộ trồng vải trong xã Minh Tiến đang khẩn trương thu hoạch vải. Quả vải chính vụ có mã đẹp, đỏ mọng, ngọt nước. Chính quyền xã định hướng các hợp tác xã, các hộ trồng không bán phá giá trong thời điểm thu hoạch, khuyến khích người trong xã thu mua vải nhanh chóng đúng thời điểm, đồng thời chủ động liên hệ tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm của địa phương. Nhằm đánh giá lựa chọn được những giống lúa mới cho năng suất chất lượng cao, chống chịu tốt với sâu bệnh và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, vụ xuân năm 2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng mô hình trình diễn nhiều giống lúa có tiềm năng. Trong đó, đã xây dựng mô hình giống lúa thuần TBR 87 với diện tích 10 ha tại xã Đức Thắng, huyện Tây Lữ. Đây là giống có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, đẻ nhánh khỏe, số nhánh hữu hiệu cao, bản lá đồng to, xanh bền, lá đồng ngang, giống có độ thuần đồng ruộng cao, chỗ tập trung. Giống TBR 87 có gen kháng đạo ôn bạc lá, giống có bông to, số hạt chắc trên bông cao, tỷ lệ hạt lép thấp, năng suất ức đạt từ 70 đến 71 tạ trên ha. Qua thực tế mô hình, đây là giống có nhiều đặc điểm vượt trội so với một số giống lúa khác về khả năng chống chịu sâu bệnh hại và điều kiện ngoại cảnh bất thuận, năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất. Giống lúa này sẽ tiếp tục được ngành nông nghiệp và các địa phương xây dựng mô hình sản xuất ở các vụ tiếp theo để đánh giá đúng về khả năng sinh trưởng, tiềm năng, năng suất của giống trước khi bổ sung vào cơ cấu giống lúa phục vụ sản xuất đại trà. Sáng mai tại quảng trường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên sẽ diễn ra hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy cấp tỉnh Hưng Yên năm 2024. Hội thi sẽ được Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình và các nền tảng số vào lúc 7h30. Ghi nhận công tác chuẩn bị tổng duyệt chương trình trong buổi sáng nay. Qua ghi nhận vào 7 giờ sáng ngày 8 tháng 5, các thành viên ban tổ chức, các bộ phận phục vụ hội thi cùng các đội thi của các huyện, thị xã, thành phố đã có mặt tại quảng trường để thực hiện các khâu chuẩn bị cho hội thi cấp tỉnh. các điều kiện về cơ sở vật chất kỹ thuật, các bộ phận tham gia diễu hành biểu dương lực lượng phục vụ hội thi đều được các đơn vị chuẩn bị chu đáo đầy đủ. Hội thi gồm hai phần là phần thi lý thuyết và phần thực hành. Với phần thi lý thuyết, các tổ được thực hành phần bốc thăm trả lời câu hỏi. Ban tổ chức có bố trí các thiết bị như chuông báo, màn hình LED để phần thi lý thuyết được diễn ra trực quan, sinh động. Lý thuyết thì em được học tất cả các 30 câu hỏi, tất cả đã tương đối là tốt. Bọn em tập luyện trong một tháng, cả một tháng đấy thì bọn em hầu như ngày nào cũng dành thời gian để tập luyện để chương trình được thành công tốt đẹp. Công an xã đã tích cực tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã và huyện tổ chức cho anh em ôn tập lý thuyết và tổ chức tập luyện trên cái địa hình sẵn có của xã, mà trước đây thì đội tổ liên gia của xã Đình Cao cũng đã được huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Và sau khi có cái công bố giải được cử đi tỉnh tham gia hội thi thì đội đã tiến hành tập luyện trong vòng 2 tuần liên tục. Đối với phần thi thực hành, Công an tỉnh đã chủ động huy động lực lượng phương tiện, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để môn thi chữa cháy cứu người, di chuyển tài sản đối với loại hình nhà ở, kết hợp sản xuất kinh doanh diễn ra thành công. Theo kế hoạch của Ban tỉnh thì cái lực lượng phương tiện tham gia tổng duyệt cơ bản là đã đầy đủ những cái dụng cụ phương tiện để phục vụ cho đội thi. Còn đối với đội thi thì đội thi cũng nắm được cái nội dung và cũng chuẩn bị con người phương tiện. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị cho hội thi để phục vụ cho ngày mai thì cơ bản nó đảm bảo theo yêu cầu. Thế tuy nhiên thì quá trình tổng duyệt thì cũng có một số những cái đơn vị, cũng có một vận động viên thì cũng công tác chuẩn bị chưa kỹ, nhưng tuy nhiên thì quá trình tổng duyệt hôm nay thì ban tổ chức cũng đã nhắc nhở và chấn chỉnh để cho vận động viên cũng như mà đoàn tham gia để cho nó tốt cho cái việc mà thi chính thức vào ngày mai. Theo kế hoạch, hội thi có sự tham dự của 10 đội tuyển với 80 thành viên đại diện cho 10 huyện, thị xã, thành phố được lựa chọn từ hội thi cấp huyện với sự chuẩn bị đầy đủ, chu đáo và bài bản của ban tổ chức cùng với sự sẵn sàng của các đội thi. 7 giờ 30 phút sáng mai, chương trình hội thi sẽ chính thức diễn ra. Hội thi sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên và các nền tảng số của đài. Thành phố Hưng Yên và huyện Tiên Lữ vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Thực hiện Nghị định số 21, 5 năm qua, thành phố Hưng Yên đã thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của Đảng và Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ, tích cực chỉ đạo điều hành thực hiện đề án xây dựng công trình trong khu vực phòng thủ thành phố với tổng mức đầu tư dự kiến gần 96 tỷ đồng. Năm 2024, bố trí vốn 9 tỷ đồng xây dựng sở chỉ huy cơ bản trong căn cứ chiến đấu khu vực phòng thủ, đồng thời khảo sát vị trí lập quy hoạch, xây dựng sở chỉ huy hậu phương, khu vực phòng thủ và thao trường huấn luyện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hiện nay, thành phố đã bố trí quỹ đất xây dựng trụ sở làm việc riêng cho Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã vào quy hoạch sử dụng đất của thành phố. Trong 5 năm thực hiện Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, huyện Tiên Lữ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo đồng bộ hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn trong tình hình mới. Trong năm 2024, huyện đã đầu tư 10 tỷ đồng cho nhiệm vụ xây dựng sở chỉ huy cơ bản khu căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện giai đoạn 1. Thời gian tới, huyện Tiên Lữ tiếp tục nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, nhân dân và lực lượng vũ trang đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, tập trung lãnh đạo chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm tiếp tục được quan tâm, chú trọng, góp phần nâng cao ý thức của doanh nghiệp trong việc kê khai nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải. Theo đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Văn Lâm đã phối hợp với các phòng chuyên môn và các xã thị trấn trên địa bàn huyện thống kê rà soát lập danh sách các tổ chức cá nhân thuộc đối tượng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn huyện, đồng thời thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đến các tổ chức cá nhân có phát sinh nước thải công nghiệp dưới 20 mét khối trên ngày đêm trên địa bàn. Từ năm 2021 đến nay đã có 223 lượt đơn vị nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp với tổng số tiền trên 655 triệu đồng. Việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải nhằm nâng cao ý thức của tổ chức cá nhân về bảo vệ môi trường, ràng buộc đối tượng xả thải, nước thải gây ô nhiễm trong việc đóng góp kinh phí phục vụ cho việc cải tạo ô nhiễm môi trường đối với nước thải. Bên cạnh đó, khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân đầu tư công nghệ xử lý chất lượng nước thải, đảm bảo tiêu chuẩn xả thải trước khi xả thải ra môi trường, từ đó góp phần sử dụng nguồn nước tiết kiệm hiệu quả, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.